Múa với bài múa Nông Thôn Ngày Mới do tập thể Hội Phụ Nữ Thôn Cầu Định thể hiện. Xin mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho tiết mục múa của thôn Cầu Định. Thank you.
qua. Tôi thank you.
sông sông hồng cho hòa lòng em mơ. Thank you.
còn để với anh một lần nghe mình mình đón mời em còn lại chỉ đường hoa xa với ấm tiền quay quá lâu hồn dây ca mình để yêu thương đón em trong chiều xa đi hoa hồn để được biết đồng cảm ứng cao lòng bao người cánh trời như một bức em thề năm trăm anh thuyền lữ trên biển xanh như giấy buồn chim nhà theo nhau bay về tuổi thơ và một
Thank you.
tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu gồm các nội dung sau. 1. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn cổ đình. 2. Công bố quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan công nhận thôn cổ đình đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. 3. Trao công nhận và quà chúc mừng Ủy ban nhân dân huyện. 4. Phát biểu cảm tưởng của nhân dân trong thôn. 5. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã tặng quà và hoa chúc mừng. 6. Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới. 7. Bế mạc buổi lễ. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Quách Văn Tư, Bí thư chi bộ, trưởng ban phát triển thôn cổ đình lên trình bày tóm tắt kết quả thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Xin kính mời ông. Như kiểu xuyên mà lúc thì vũ long xong rồi lúc cũng vắng thấy cái gì đẹp đẹp đấy. Thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, thay mặt ban phát triển thôn xin được báo cáo kết quả thực hiện xây dựng khu dân cư thôn kiểu mẫu. Một lớn khái quát đặc điểm tình hình, thôn cổ đình là thôn nằm ở trung tâm xã Đức Long. Thôn có vị trí phía đông giáp Hiền Quan một, phía tây được bao bọc bởi núi đá vôi giáp xã Lạc Vân huyện Nho Quan, phía bắc giáp thôn Đông Nhất. Thôn có tuyến đường đã được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận tiện cho việc phát triển kinh tế xã hội, nhất là các ngành nghề dịch vụ. Tổng diện tích đất tự nhiên là 78,9 hecta, trong đó đất nông nghiệp là 37,8 hecta, bao gồm đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản, đất vườn và đất khác. Tổng số hộ trong thôn là 88 hộ với 344 khẩu, trong đó dân tộc thiểu số là 5 khẩu, chiếm 6%. Dân cư được phân bổ thành 3 xóm với diện tích tương đồng nhau, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đồng đều trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản chiếm 45%, công nghiệp xây dựng chiếm 30%, dịch vụ chiếm 25%, giá trị sản xuất bình quân trên 1 hecta canh tác và mặt nước nuôi trồng thủy sản đạt 80 triệu đồng trên hecta năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 35 triệu đồng người trên năm, dự kiến hết năm 2021 sẽ đạt 61,9 triệu đồng người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đều hàng năm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã Đức Long trao tặng bằng công nhận và quà cho nhân dân và cán bộ thôn cổ đình. Xin kính mời ông Quách Văn Tư, Bí thư chi bộ, trưởng ban phát triển thôn cổ đình. Ông Đinh Văn Trứ, Phó Bí thư chi bộ thôn cổ đình lên vị trí danh dự nghe công bố quyết định. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan, số 3697 Nho Quan ngày 28 tháng 12 năm 2021 quyết định về việc công nhận thôn cổ đình xã Đức Long, huyện Nho Quan đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ quyết định số 22 năm 2018 ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, căn cứ hướng dẫn số 06 ngày 31 tháng 7 năm 2019
của Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Ninh Bình về trật tự, thủ tục hồ sơ, xét công nhận và công bố thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Theo đề nghị của Văn phòng Nông thôn mới tại tờ trình 75 ngày 28 tháng 12 năm 2021, quyết định điều 1 công nhận thôn Cổ Định, xã Đức Long đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Điều 2, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3, chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, chánh văn phòng nông thôn mới huyện, trưởng phòng tài chính, kế hoạch, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Long và ban phát triển thôn Cổ Định, xã Đức Long chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch Hoàng Khắc Tiệp đã ký. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Quang Huệ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Long lên trao công nhận và quà của Ủy ban Nhân dân huyện cho thôn Cổ Định đã đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Xin trân trọng kính mời ông. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, trong quá trình triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới đã nhận được sự đồng thuận của nhân dân trong thôn. Về dự buổi lễ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Ngọc Thụ, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi đại diện cho nhân dân thôn Cổ Định lên phát biểu cảm tưởng. Xin kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, trong đại lễ ngày hôm nay tôi rất phấn khởi cùng với nhân dân Cổ Định chỉnh đạt đặt cụ lệnh kinh nghiệm hôm nay xin phép cho tôi được kính gửi lời chào trân trọng và chúc sức khỏe đến các vị lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đức Long, và cũng xin được gửi lời chào trân trọng nhất đối với các vị đại biểu đại diện cho 12 thôn bản, Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Đức Long, các thầy cô giáo, hiệu trưởng, hiệu phó ba cấp trường của xã, ban giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp xã Đức Long, xin gửi lời chúc sức khỏe và chúc mọi thành công của các vị. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, theo quyết định số 22 ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành 10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Giai đoạn 2018-2020, tháng 10 năm 2018, Ban chỉ đạo điều phối xây dựng nông thôn mới của xã Đức Long chỉ đạo và quyết định đưa thôn Cổ Định vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Sau khi nghiên cứu 10 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể cùng nhân dân trong thôn đã đồng thuận rất cao, đoàn kết chung sức đồng lòng, vai trò và quyết định vai trò của các đoàn thể nhân dân trong thôn đã được thể hiện, được nêu cao và hoạt động rất tích cực và có hiệu quả.
đồng thời được sự quan tâm giúp đỡ và chỉ đạo rất cao của các đồng chí lãnh đạo chính đảng và chính quyền các đoàn thể trong xã, thường xuyên chỉ đạo sát sao. Các đoàn thể đã giúp đỡ tận tình, đặc biệt là các đồng chí ở trong ban công tác mặt trận xã, để thôn Cầu Định có thành tích vui như hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, là một thành viên trong ban xây dựng nông thôn kiểu mẫu của thôn Cầu Định, tôi xin có một vài ý kiến nhỏ. Một là trước thời gian, tức là ba ý, trước, trong và sau thời gian đã được công nhận. Trước khi thôn Cổ Định đăng ký phấn đấu xây dựng nông thôn kiểu mẫu, Cổ Định đã được liên tiếp đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa năm 2017. Tiếp năm 2019 về đích chương trình xây dựng quốc gia về chương trình xây dựng nông thôn mới. Đây là nền tảng và là yếu tố và thuận lợi rất lớn để Cổ Định vững vàng tiến quân vào xây dựng nông thôn mới.